Ví dụ như người ta bị tâm thần này, người ta nói với mình thì đó là lời nói người tâm thần, thì làm sao mình biết người ta có những cái đó thì không? Vậy là em định khi họ nói sai hả? Khi mình có sao thì tự nhưng tự vậy hả? Là em không tin tưởng cái lời nói của họ. Kiểu vậy. Nếu em không tin tưởng thì em sẽ hỏi lại một nghe. Nhưng mà trong khi mà tụi anh em họ nói, giả sử như một người đi vào nói với em là tôi làm một tháng tôi làm 100 triệu, làm ăn rất là thoải mái, nhưng mà sau khi ba mẹ tôi chết đó, mấy đứa em của tôi nó chặn giật tài sản của tôi, nên bây giờ nó mới đem tôi vô đây này. Thì em tin không? Dạ em tin rồi. Dạ em tin nhau. Thank you.
logic như thế này, nó phải đi hợp lý như kia. Một phần hai này, tư duy gồm định kiến của anh Tử và anh, các bạn ai các bạn đó, định kiến là gì? Thế nào là định kiến? Thank you.
giả sử, giả sử các bạn các bạn khác và gặp một tình huống như vậy, các bạn khai thác gì? Bạn đang là đầu tiên vẫn là chào hỏi đúng không? Tiếp theo. Người ta thấy gì ta mẹ ra. Họ lý do họ làm việc. Họ nói là họ nhìn thấy một con người. Người đó nói là làm hại gia đình họ. Tiếp theo. Nói gì nữa? Thời gian thì để gọi điện thoại cho chị. Nói khi nào? Nói vào ban đêm. Thì nghĩ là ở trong phòng ngủ. Tiếp theo. Trước khi ngủ hay là trong khi ngủ? Rồi tiếp. Thank you.
rồi đó. Lạnh không thì có cái